Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay vị trí cơn bão Mawa ở tọa độ 9,45 độ Vĩ Bắc, 147,0 độ Kinh Đông, sức gió nơi được tính từ tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, khoảng từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên. Cả hai cơ quan dự báo là Nhật Bản và Hoa Kỳ đều nhận định Mawa khả năng cao sẽ mạnh lên thành siêu bão trong khoảng ngày thứ 6 và ngày thứ 7 tuần này. Cường độ bão Mawa hiện đã đạt cấp 13, giật cấp 16, theo cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 20 giờ tối nay và sẽ liên tục mạnh lên trên quãng đường di chuyển trong thời gian tới. Với điều kiện về nhiệt độ, bề mặt nước biển và gió cắt cực kỳ thuận lợi, dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão Mawa di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau đó thay đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thời điểm hiện tại, khả năng bão Mawa đi vào khu vực Biển Đông là thấp. Tuy nhiên, chúng ta luôn đề phòng hướng di chuyển sẽ có những sự thay đổi bất ngờ trong thời gian tới. Trong những ngày vừa qua thì chúng tôi nhận thấy sự ổn định về cường độ hoạt động cũng như hướng di chuyển của cơn bão Mawa trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Các cơ quan khí tượng cho rằng cơn bão Mawa là một siêu bão có góc độ hoạt động mạnh nhất kể từ trước đến nay, cho nên hướng di chuyển sẽ vô cùng phức tạp và cực kỳ khó lường. Hiện nay, sự xuất hiện của siêu bão Mawa đang được sự quan tâm rất lớn từ một số cơ quan khí tượng và theo dõi bão quốc tế. Trong những ngày vừa qua, với những hình ảnh được một số cơ quan khí tượng ghi lại được dựa trên một số mô hình dự báo bão quốc tế thì vẫn chưa thể ghi lại được những hình ảnh của siêu bão Mawa trên khu vực Biển Đông. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh được chúng tôi trích xuất từ một số thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế trong những giờ vừa qua. Kính thưa quý vị thân mến, sau khi đạt diễn biến nguy hiểm của siêu bão Mawa trên khu vực Thái Bình Dương sẽ là diễn biến của một cơn bão được hình thành trên khu vực Biển Đông của nước ta và một cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập những dữ liệu phân tích mới nhất từ một số cơ quan khí tượng trên thế giới và truyền tải đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Kính thưa quý vị, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và khu vực phía Nam của khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, và mưa to cục bộ có khả năng sẽ xảy ra gây tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Kính thưa quý vị, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng sẽ kết thúc. Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Trong ngày mai, nắng nóng sẽ kết thúc. Sau đây là bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền ngày mai và dự báo thời tiết một số khu vực trong 24 đến 48 giờ tới.
khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong ngày hôm nay còn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, từ đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày mai có nắng nóng, đến chiều tối ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa lớn tập trung từ chiều và tối. Ở một số nơi khác, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm ngày mai đến ngày mùng 1 tháng 6. Ở Bắc Bộ, từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ đêm ngày hôm nay đến đêm ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tại một số khu vực khác từ đêm ngày hôm nay đến ngày mùng 1 tháng 6, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ở phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở phía Nam nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Kính thưa quý vị, sáng nay, bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an và dân quân xuống địa bàn hỗ trợ dân di rời tài sản, khắc phục thiệt hại trong vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 1 giờ 10 phút cùng ngày, tại địa bàn ấp Nhà Hội, khu vực hợp tác xã chế biến than mùng 2 tháng 9, xảy ra vụ sạt lở đất làm sập hoàn toàn 3 nhà lò. Vụ sạt lở có ảnh hưởng đến 4 lò than của các xã viên hợp tác xã chế biến than mùng 2 tháng 9, ước tính ban đầu thiệt hại trên 215 triệu đồng. Riêng hộ ông Trung Văn Tịch, 65 tuổi, xã viên hợp tác xã chế biến than mùng 2 tháng 9 thiệt hại nhiều nhất,
Khu vực hợp tác xã chế biến than mùng 2 tháng 9 nằm dọc theo tuyến kinh 17, một trong những điểm nóng về sạt lở trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời gian qua đã có nhiều vụ sạt lở xảy ra tại khu vực này. Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm nay, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh xuất hiện hầu khắp các phường trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến tuyến đường Đồng Khởi thuộc các phường Tân Phong và Tràng Giài, thành phố Biên Hòa ngập sâu. Rất nhiều ô tô phải bị bõm vượt qua các chỗ ngập, nhưng được một đoạn thì chết máy, còn người đi xe máy không thể di chuyển vì nước dâng cao. Một số hình ảnh ngập nước trên đường Đồng Khởi, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tuyến đường Đồng Khởi biến thành biển nước, các phương tiện không thể di chuyển do ngập sâu, nhiều xe ô tô chết máy trên đường Đồng Khởi, xe ô tô xếp thành hàng dài không thể di chuyển qua các điểm ngập. Trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đến đối diện nhà lao Tân Hiệp, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa cũng bị ngập sâu. Để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông, Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt tại các giao lộ lớn để phân luồng điều tiết giao thông. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.